Ờ, trong cái bệnh thủy đậu ấy đứa trẻ nó có sốt thường có thể sốt nhẹ hoặc là sốt cao nhưng mà thì ngay lập tức tức là rất nhanh chóng mà sẽ trở thành có những nốt phòng nước những em bé mà sức đề kháng kém đặc biệt trên những đối tượng nguy cơ cao thì rất là dễ biến chứng rất là nặng nề cho nên là đối với bệnh thủy đậu thì cũng chia sẻ với các bạn là như vậy Bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái dạ là một loại bệnh truyền nhiễm rất phổ biến ở trẻ em dưới 10 tuổi. Người mắc bệnh sẽ phát ban, nổi mụn nước nhỏ có chứa đầy dịch và gây ngứa bệnh rất dễ lây cho những người chưa được tiêm vaccine hoặc chưa từng nhiễm virus varicella zoster. Một vấn đề mà phụ huynh lo lắng nhất đó là làm sao để phát hiện được những triệu chứng ban đầu của bệnh thủy đậu, để từ đó có thể lên những phương án điều trị sớm nhất, tránh để bệnh lây lan quá nhanh và gây ra những biến chứng nặng nề cho con trẻ về sau. Vấn đề này sẽ được giải đáp bởi bác sĩ Trương Thị Thu Minh, phó trưởng khoa nhi của Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội trong cái bệnh thủy đậu ấy thì nó thường ấy thường hay có những cái dấu hiệu tiền triệu trước tức là nó không những triệu chứng không đặc hiệu đứa trẻ nó có sốt thường có thể sốt nhẹ hoặc là sốt cao nhưng mà đại đa phần là gặp sốt nhẹ với những cái trẻ thông thường những trẻ nguy cơ không cao rồi mệt mỏi ăn chán ăn và ngay sau đấy một hai ngày thôi thì là nó có nổi các cái nốt phỏng nước nhưng thực ra thì ban đầu là chưa phải nốt phỏng nước nhưng cái giai đoạn lúc đầu là những cái ban sẩn đấy thì nhiều khi bà mẹ gia đình không phát hiện ra thì ngay lập tức tức là rất nhanh chóng mà sẽ trở thành có những nốt phỏng nước và cái nốt phỏng nước ở ở cởi thủy đậu thì nó có một đặc thù rất hay là nó ở nhiều vị trí lắm mà đặc biệt ở trên da đầu trên da đầu cũng rất là nhiều thế rồi là ở thân mình ở tay chân và cái nốt phỏng nước đấy nó lúc đầu nó trong xung quanh nó có những cái viền đỏ và các cái nốt thường kích thước nó gần gần giống nhau ở vị trí đa dạng như thế và lứa tuổi khi mà một hai ngày sau thì nó có thể vỡ ra rồi là nó có thể đóng thành những cái vẩy vẩy nâu đỏ thì khi mà có những những cái nốt vẩy nâu đỏ đấy thì lại có những cái đợt những cái bọc nước mới tức là nó có như mình cứ hiểu nôm na là có nhiều lứa tuổi như vậy thế và sau 3 hoặc đến 5 ngày thì mới không mọc thêm những cái nút nào thêm làm sao để phân biệt thủy đậu với sởi và tay chân miệng ờ, thủy đậu thì có thể gặp lòng bàn tay lòng chân nhưng rất là ít khi gặp ở lòng bàn tay lòng bàn chân À, cho nên là cũng không khó khăn lắm trong cái việc phân biệt với các cái ban có những cái um, cái bệnh truyền nhiễm khác ví dụ mình gặp tay chân miệng tay chân miệng thì mình gặp rất nhiều ở trong lòng bàn tay lòng bàn chân đứa trẻ và tay chân miệng thì ở trong cái um, tổn thương tay chân miệng thì nó rất là đa dạng nó vừa hay gặp là vừa có ban và vừa có nốt phỏng chứ không phải như là thủy đậu thủy đậu thì ở cái tổn thương nào nó cũng nổi những cái nốt phỏng nước lên đó và nếu mà mình phân biệt với sởi thì cũng 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 không phải khó khăn với với một người không phải bác sĩ vì sởi thì mình sẽ không thấy cái phòng nước nó những cái ban rác sẩn nó rất là nhiều thế thì cũng thực sự đối với thủy đậu nó không khó khăn trong cái việc chuẩn đoán lâm sàng